Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Chiều nay thì mình ra ngược lại ngoài lên đồng này. Đây tới chiều thì mình phải làm xong công chuyện của bến xe. Thì nay cũng hơn tháng mấy ngày rồi. Mình chưa có qua thăm bà ba. Cho nên là bữa nay mình cũng mua bánh xe máy qua thăm bà ba. Mình các bạn cùng đi thăm bà ba với mình. Bên kia giờ mình qua bên đây mình mua cho bà ba về tới xài, tại bà ba bả lúc trước bà ở gần nhà mình á thì bả hay ăn xài với lại cơm, xài nó mềm đó, với lại nó ngọt ngọt chua chua cũng dễ ăn. Để hỏi lăn lướt xuống dập giờ mấy 10 giờ rồi. Cái này nhiêu ký vậy chị? 20.000 ký. Ba có này. Nó đây bán được không chị? Ở dưới á, ở dưới ngon. Mình hay mua trái cây của chị này lắm. Ủa mà chị tên gì em không biết tên gì luôn á. Chị Châu. Chị Châu. Giờ mới hỏi. Chị Châu mắc cỡ, chị Châu ngại. Chị Châu không dám nói chuyện, chứ bình thường chị Châu nói chuyện dữ lắm. Chị Châu mờ dữ lắm. Như đó chắc được phải chị? Ở ngoài chị. Dạ. Rồi thứ 6, thêm gì nữa không tên? Thôi vậy đi. Bảo Thảo, chị coi mấy cái bao này nè. Em cảm ơn nha. Em về bọc mặc cái đồ dễ bể á. Gửi đi cho bà con. Tiền mới vừa đi tới đường Huệ nhà của bà ba ở trong này, thì từ chỗ mua hồi nãy mà chạy vô tới đây thì khoảng 10 phút đi xe máy, rồi mình đi tới đây thì hết đi được rồi. Chạy thẳng không đó kìa, chạy qua kia quay lại, đây quay lại khó. Cái này thì khi mà mình tới đây thì mình mới thấy là mấy anh mấy chú đây mới vừa làm cái cầu xong. Ủa cái cầu mà làm sao nó bự quá vậy anh? Rồi mình làm nó ngón được thì anh không thấy làm bự. Sao nó làm quá bự luôn á. Ủa này xe tải chạy vô được luôn anh? Được. Ủa thì sao bên đó nó chẻ ra sao cái bụng bên đó nó bự quá chú? Dạ. Thì chắc làm chắc tự hao quá, mốt làm đường bự quá. Ủa vậy giờ đâu đâu? Bây giờ thị bây giờ. Chị em kia xích xích lại cho đó đó. Xác bên đó một chút nữa rồi mình quanh lên mình đi. Cái đường này. Đâu hả? Đây. Em đi thăm bà ba. Đứa con à? Dạ con của Tư Khôi. Ở bên ấp 10. Dạ. Bà trắng không? Dạ. Hồi lúc trước bà ở bên gần bên con á chú. Thì nay thấy bà lớn lớn tuổi thì quan thăm bà. Ờ cái cầu làm ngộ quá. Con tưởng đâu ở trong đây cất được cái quán luôn chú. Dạ. Giờ là mình làm cho 2040 chứ đâu phải cho ngày này 2019 nữa. Sao con cháu mình nó mở lại cái này làm cái cầu này làm hết nhiêu tiền hả chú? Chưa tính xong. Mà chắc cũng 50 triệu rồi hả? 50 triệu chưa? Không đủ. Không đủ hả? Dạ. Đi ha. Hả?
không dây nó cuốn rồi luôn, mình trả cho anh tấm đền. Cái câu làm ngầu. Chưa làm xong thấy vậy, chưa làm xong thấy cái... Dạ. Dạ. Đi, đi tìm. Đường vô nhà bà ba là đường này, hôm bữa thì cái đường nó nhỏ xíu à, nhưng mà nay thì có mới vừa bơm cát nè, chắc là bơm cát cây cầu, ngay cây cầu rồi bỏ qua bên đây luôn á hắn tiền. Ủa trong đây có mấy nhà nữa hả, chứ đâu có đông đâu ta, không lẽ có lậu nào tẻ đi chỗ khác. Nè, cái nhà ba rồi phải không? Ừ. Hay vô đây cho bà mình không? Cái này là hồi sáng mình mua cục thịt heo nè. Đó. Rồi mua xoài. Cục heo này bà ăn từng. Ừ, hơn. Rồi cái này á là có bánh gạo nè. Trong đây có hộp tà cúc. Tà cúc. Bánh bông lan. Đây là bánh bông lan hai thứ luôn. Bữa nay thì mình ghé tiệm ngũ cốc hết rồi. Bánh khoai tây nữa. Ngũ cốc hết rồi. Cho nên là mình không có mua ngũ cốc mà mình mua bánh với mua nước cho bà ba uống cho mát thôi. Nè. Giờ mình vô nhà cô với bà ba. Mình nghe tiếng hình như có cô Năm là con gái của bà ba về hay gì á. Mình thấy có mở cửa. Ủa, cô Năm ơi. Cô Năm. Cô Năm ơi. Cô Năm về nào hả? Cô Năm về nào hả? Cô Năm thích thấy giặt quần áo thôi là không biết cô Năm về. Cô Năm, cô Sáu. Cô Năm qua hả? Dạ. Đi vô uống nước. Cô Năm nấu đồ ăn hay gì á? Ủa, nấu đồ ăn quanh đây nè cho bà ăn nè. Dạ. Cô Năm là con gái của bà ba. Cô Năm đi mà nữa lên thành phố. Bà ba. Ừ, này con thấy tóc bà ba ngắn hơn bà. Biết sao không? Cô Năm mới hết á, chỉ hạ cho bà. Thì hả, cô Năm mới hết á. Cô ba khỏe không bà ba? Đỡ đỡ rồi. Hên quá, bữa nay có cô Năm nhà, cô Năm kho thịt giùm bà ba nha. Hên là có cô Năm nhà. Ngày có mua xài, mua thịt heo cho bà ba. Mua tà cúc nè, bà ba biết uống này không? Không có, ôi cho gì vậy? Cho gì đó, bà ba dùng đấy vậy bà ba. Duy mua bánh cho bà ba. Bữa nay không có ngủ cốc rồi. Có tà cúc uống cho mát dễ ngủ. Chỉ bà ba, chỉ bà ba mấy cái hộp đó pha nước vô uống à. Giống như mình quậy nước đường vậy bà ba. Đó, vậy pha vô là nó tan. Cái tông bệnh viện đó, người còn mua đó không thấy uống. Nè, cô Năm. Con này ai? Em có. Con ủa, này hả? Nước tay đó. Hồi nhỏ phải không? Ờ, hồi đó nhỏ xíu. Không, không, hồi đó hôm qua. Con mấy con kế ngút. Hả? Hôm qua nữa. Cô Năm về chừng nào mới đi? Về chú có đi đón bà ba, bà ba đi đè. Cho chú nuôi bà ba, chân dầu chú bãi đi mình cho người ta rồi tối bảy giờ mới về. Bỏ suốt ngày bỏ bà nói luôn á. Ủa chứ bãi mận gì mà mận tới bảy giờ mới về? Mận ơi, mận ở dưới Vinh á, ở dưới tại Vinh. Ủa sao vậy hả? Đi đi bằng xe gì? Đi xe đạp điện. Đi xe đạp điện xuống tới là Vinh luôn. Ừ, xuống dưới á. Mận nó bảy giờ đêm mới về. Ủa mận mận gì cô Năm? Giống như cái nhà nó thiệt nha. Chung mày. Có gì đâu. Ừ. Thì cũng là con tình thôi chứ có gì. Phải con tưởng không đi ăn tạm. Ở lên mà lấy nước rồi chẳng có tà được. Có gì đâu mà giấu. Bà ba con mua mấy cái bánh mì cho bà ăn. Bánh bông lan. Dạ. Có con gì con hỏi thăm lại hả? Có thì nó cô Năm. Chút nữa lấy xin hỏi cô Năm. Bà đang thất nghiệp á. Dạ. Bà đang thất nghiệp á. May quá. Để vô thấy cà phê nét đi cô Năm, lấy cà phê nét uống. Thôi có con ghế. Thôi lấy ghế nha. Con cà phê đi cô Năm. Con Út của bạn bằng gì? Út con Thu Qua, cái kêu Thu Qua con này Thu Qua con tiền. Thu. Nó ở nhà nó đi học. Đó, không qua với mày quen rồi hả chơi? Cô Sáu ngồi đi. Giờ chị Tư khỏe không? Cô Năm ngồi đi. Chị Tư khỏe không? Mẹ Khánh khỏe. Còn nhỏ gái của Cô Năm. Rồi bây giờ nè. Dạ. Rồi giờ á hả? Xe nãy bỏ đâu? Xe bỏ đâu? Xe để ngay cầu đang cầu ngoài kia. Đang làm. Người ta có làm ngoài không? Có nó có hả?
con để đại đó luôn phải không? Hả? Cái cầu đó sao làm lớn rồi con em? Ủa làm bự. Bà ba biết không? Không có đi đâu. Bà ba có đâu. Bà ba đi 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 đâu. Đi đâu. Bà ông nhậu vô ông đuổi rồi ba hả cô nào? Ừ. Cô đồng cũng khổ lắm, thiệt luôn. Nó ở đâu ý? Ừ. Ừ. Cất nhà ở. Ừ. Gia tròi ở đi. Ừ. Nó không lụi được, nó không lụi đuổi. À, bà về đây bà ở đất đậu tôi, ở ở đất rồi bà ba. Ngủ á? Bà nói đúng rồi, nó nói trời nó đất. Cô đồng cũng buồn dữ lắm, thiệt luôn. Nên là bây giờ có gặp cháu gì hỏi vậy đó. Hỏi này hơn á. Dạ gặp hết. Dạ. À, ồ vậy là ổng đi mần về rồi ổng nhậu rồi ổng bị bà ba. Ừ. À. Nói bà ơi nhà ở đâu? Ở đậu bà ở đậu. Vậy hả? Ừ. Mà đất này hồi xưa bà ba cho bà ba mua nè. Bà ba mua. Bà ba mua. Ừ. Ba mua rồi ông ba cũng ở đất giải đây rồi bà ba mua. Năm bà ba, ông ba mua ở đây nè, 5 công đất đó. Dạ. Ừ. Dụng trai nó nói vậy. Dạ. Của ông bà đó. Cho đó. Của cha mẹ đó chứ không phải của ai đâu. À. Mà nó ăn ngang nó ngượng lắm. Mà bà ba lớn tuổi rồi mà bà ba cũng lên trên đâu có làm phiền gì chứ cũng đủ rồi đó, đủ rồi đó. Dạ. Dạ. Cô Năm buồn lắm. Dạ. Vậy là cô Năm bỏ mà ở tỉnh cô Năm chạy về hả? Ừ. Vậy hả? Hôm qua không gặp cô Năm chứ Khánh đâu biết cô Năm về đâu. Ừ. Nhưng còn cô Năm ở đậu ảnh có bị đuổi không? Bị đuổi thấy mẹ nó chửi đó. Bị đốt nhà. Nó đổi đuổi nhà. Nó đổi nhà. Nó đuổi nhà. Vui hả? Đuổi nhà. Ờ nha. Con tiền này ha. Thường thường thì thôi. Con Năm không có cho tiền. Bắt đầu kiếm chuyện chửi đó. Mình đơn giản đâu. Tiền. Làm như mình ở nhà trọ. Làm như ở nhà trọ vậy đó. Nó thấy ở nhà trọ còn ngon hơn. Nó thiệt cái Khánh luôn á. Giờ ở nhà trọ còn ngon hơn. Nó thiệt á. Tiền nước tiền đi đủ hết. Nó có đi làm gì không á? Là nó thu qua, nó Út là thu qua tên, nhưng mà còn này giờ thì tiền nó nhỏ bạn Út Út thì thôi. Nó còn đi học. Ủa, dạ. Nó còn đi học cô sao? Nó này học lớp mấy rồi? Dạ nó học lớp 11. Lớp 11 rồi cô sao? Dạ. Cô Năm qua đây nè ngồi. Qua đây nè. Qua đây nè. Không gì. Thì qua đây. Qua đây. Ngồi nói chuyện vô đây. Nè, nói chuyện cho nó gần. Nó sợ bà này chết nhà nó lấy mời bà ma. Nó sợ bà ba chết trong nhà nè. Nó nói nó sợ ma. Chú Út sợ bà ba chết trong nhà. Ừ. Sợ ma. Ừ. Mà ổng nói thiệt hay nói chơi? Thiệt. Nó thiệt á. Rồi đó coi mấy bữa mà bệnh á. À, cái điện á con Năm về á giật giọng bà về đi. À, bà về bà lo cho bà đi. À, bà chết mà bà hả ghen đi vậy á tôi sợ dữ lắm, tôi sợ dữ lắm. Ừ. Nó mới cho chén cơm mà ăn không hết chén cơm ăn nửa chén cây nó điển nó nói cô Năm vậy đó. Yeah, hả? Ừ. Ừ. Mà hở bệnh lại nay bà ba làm như con thấy bà ốm hơn bà hổng. Ừ, rồi biết sao ốm hơn bà hổng bị vô nước biển á cái nó phù rồi nè vô bệnh viện á à. Nó phù bây giờ nó rõ rồi. Ừ. Bà hổng bị vô nước biển nó phù lên. Ừ. Vô nước biển rồi sưng mặt mày quá trời quá đất luôn đó. Hôm nay rõ rồi. Đó không phải là nước biển kêu bằng kháng sinh nặng nó trị phổi. Khè đó. Khè đó. Vậy là kháng sinh nó giữ nước. Giữ nước đó. Vậy nó bả đỡ thôi. Rồi vô nước á hả nó vô liên xìu bọc luôn. Ngày nào vô sưng tay trời. Ờ vậy giúp nó sưng luôn đó. Tại hen vô á hả? Vô mà nhập viện một cái là nó cô Năm mới đi đầu. Đi đầu biết không? Nhập viện là đóng tiền. Đóng tiền là 1,5 triệu. Rồi hết tự gửi là lại cho xuất viện về. Nó đút đầu mình đi trước. Nó lùi sau lưng á. Đỡ hôm trước á thì tốn tiền, rồi sau này á là miễn phí không có tốn tiền đỡ đó. Bây giờ lớn tuổi rồi. Cái lúc trước đầu hôm đó đó là vô đó 1 triệu là mình ở hơn mấy ngày. Hết rồi đó rồi. 1 triệu đó. Sao mà miễn phí rồi. Cá là nó mua tí tí không à. Xuống không đâu, bà ba đâu có ăn được. Nó mua 2 trái. Nó mua 2 trái chài kìa. Trời đất ơi thối. Đó. Hỏi nhiều cái nó nói 10 ngàn mới cho tao không thèm lấy nữa đó. Chắc thà nó nhỏ mua chi trái bự trời đất ơi hồi ăn nó thối nữa dập ăn gì xài đó để ăn sống chín cũng được xài nó xài non xài này ổng mua hồi nào có đâu trời đất ơi mua hồi thơm á thì keo á hai vậy sao ăn nó bị hư rồi thì keo nè thì keo ừ
Ừ, 30.000 cái đó. Sao mắc rồi bà ba? Trời ơi, nó mưa nó gặp mấy con mẹ này. Vậy là lễ lẫn. Tối quá ông mua, ông không thấy đường. Ta bán sao rồi, ông trời đất ơi, gặp con Năm mà đừng đấy. Con Năm bỏ tiền ra là không bao giờ mua. Mười chiều cái đó quá đâu. Gặp mấy trời đất ơi. Ừ. Thấy đường ông là nó đập. Vậy đó. Rồi còn tiền nó quầy rồi có đi đâu đó không? Tiền á? Dạ tiền ở nhà phụ Nghĩa Khánh vậy. Ở nhà đó ha, chị Tư rồi ha. Ừ. Còn nhỏ con gái đi học giờ bị chán rồi hả? Mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi ha. 3 tuổi bà. À 3 tuổi. Rồi cho đi học cỡ vậy ha. Dạ. Con chị Tư khỏe không? Dạ mẹ con khỏe, cô sao? Rồi bà cô năng tính hả? Cô năng tính về là ở với bà ba nuôi bà ba luôn hả cô năng? Trời ơi, tính là làm nuôi ở đây. Còn quán quán cũng đi dọn nhưng mà kiếm tiền chứ. Cô Năm thì có đi mừng làm ở thành phố kia bằng làm gì cô Năm? Cái đó là giúp việc nhà ta. Cô Năm đi giúp việc nhà cho người ta là từ hồi nào tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Tính nhà như tính nhà làm vợ làm vợ phải hơn 3 năm rồi mà không có dư. 3 năm hả? Ờ 3 năm rồi giờ lớn bà ba nè. Không có tiền cho bà ba. Làm vợ làm vợ mình nghỉ gì đi, nghỉ gì đi vì bà bệnh. Đâu có dư giả gì. Còn mấy ông nội kia người ta nhà tường người ta không có nuôi. Công cũng có bà tiền ba cũng không. Thì có mấy người con? Sáu người, bốn trai mà hai gái nè. Bốn trai hai gái. Ừ. Mà tay Út thì nuôi bà ba. Ừ, bây giờ nó không nuôi. Giờ ông muốn chửi muốn đuổi bà nuôi. Dạ. Bà đi đâu rồi đi. Ừ. Bà đi đất mẫu bà bán giờ bà báo cô tụi dạ. Đất của nó hồi đó là bà ba ra đi là nó bán hết rồi cái miếng đất nào đó cổ cũng nằm ở đây cái hai vợ chồng nó chui vô đây nó ở nó thôi bà về dưới bà ở đi rồi á rồi bà ba tưởng đâu là đất còn nguyên ai giờ nó bán lần bán hộ nó xài mẻ trơn cái mình đi về dưới thằng tay nó đuổi ra nó nói đất này nó lấy tiền của con nó xài hết rồi đó rồi làm sao cô Năm nó nhả qua miếng bên kia ở không hay lộn ở không được gái có chồng theo chồng tao con tay tao ở đây rồi con Năm mới bán mới đi đó đó ở đâu có gặp quỷ không à cô Năm quỷ cô Năm rồi hai thằng con của cô Năm nó có không có đâu nó mần nó ăn nè không có gửi tiền gì đâu nó theo được theo cái hết rồi nó cho cái ăn hết rồi nó không có nuôi mẹ đâu có đâu con mận nhiêu là lâu bà ba thôi. Bởi cô Năm cô buồn lắm. Chú Năm dựng Năm sao cô Năm? Dựng cái giờ con nó con giờ con nói rồi, nó lấy được khác rồi nó bỏ không ơi. Ừ, dạ. Dựng cái về đây. Con đó, nó đi lấy thằng khác dạ. Đi vô quán nhậu, nó lấy cái thằng chủ quán nhậu. Vợ đuổi ông đi rồi. Mấy người nhà của ông ở tên đó làm sao? Không biết. Chui vô ở cái con này, nó hát ra mình không. Ừ, rồi về đâu bao bữa nay về cô Năm mười giờ ông chưa gặp ông biết đâu ở bển á, ở bà chị bển á. Vậy ông có về dây với cô Năm không? Có, về đây hai ba bữa đi bển rồi. Ví dụ ông gà tắm bỏ đây nè. Rồi đi á. Bỏ vậy. Tao nói là đừng bà giờ nó khôn không phải nó dại đâu. Bây giờ nó có tải qua một đời chồng nó có con nghiêm. Nó vô vụ mần đã nên nhà nên cửa xong rồi. Bắt đủ đuổi ra cái nó kiếm thằng khác giờ nó ung dung tiền của nó không biết cái nó đuổi ha nó thấy mà già nó đuổi ra kiếm mấy nhỏ nhỏ vô chút khi nó đuổi mấy già ra tấp tấp thành lợn rồi đó giờ nó chơi vậy không á ở đây nè trong này cũng có con đó con lâu lâu có người chứ không ai cũng nhảy xuống không lâu lâu cũng tốt rồi thời đại văn minh mà giờ là quỷ quái lắm á nó thiệt luôn á không đừng ông mà thật lên quá cũng là chết với đồng bà mà đồng bà ngu quá là cũng chết với đừng ông nói thẳng luôn gia đình của vậy cô hả? Năm thì nói chung là không có sống chung với nhau không có sống chung một nhà tại vì thứ nhất là cô Năm không có nhà cửa cố định cô Năm chỉ ở đậu thôi rồi cô Năm thì đi mần ở thành phố rồi Dưỡng Năm thì Dưỡng đi mần ở tên Đồng Tháp vậy giờ Dưỡng về đây trở lại đây rồi nhưng mà ở bên nhà chị của Dưỡng dạ. Rồi còn hai cô Năm có bốn người con hai người con gái hai người con trai thì hai người con gái lấy chồng rồi theo chồng rồi ở bên chồng cũng không có giúp đỡ gì được cho cô Năm nghèo có đủ sống ở đâu có giúp đỡ được dạ
còn hai đứa con trai nhỏ lỗi của cô Năm thì cũng 20 tuổi, tên 20 tuổi, một đứa 20 gần 30, đứa cũng gần 20. Ừ. Thì nó làm đủ nó sống. Ừ, nó sống mà. Tiền của gì vậy đó. Rồi gia đình thì không có sống chung với nhau ở một nhà, thì lâu lâu có dịp thì về rồi gặp nhau ngày hai ngày đó, rồi mạnh ai nó đi, chứ còn sống chung một nhà thì không có sống chung. Ừ. Tại vì cũng phải lo làm mà cũng không có nhà cửa cố định. Cô Năm thì lúc trước cổ ở chung với bà ba ở đối diện với nhà của mình luôn, cho nên là cô Năm hay qua nhà chơi với ở nhà mình dữ lắm. Thì cũng lâu lắm rồi Khánh mới gặp lại cô Năm rồi chứ ngay. Ừ. Hồi đợt trước gặp hình như nay cả đâu cả năm rồi. Ừ, cô Năm đi về á, về đi nữa đó. Đúng rồi, cô Năm mới về đó mấy bữa rồi, cái ngang Khánh qua đây đó, mới đi vô ba bữa. Ngang Khánh qua đây đó. Ừ. Đi rồi không có nhà rồi. Ừ. Bà nói đi, bà nghe. Cảm ơn. Cảm ơn chú Hùng. Chú Hùng. Bà ba nói gì nè. Bà ba gửi lời gì? Hai, cô gửi lời cảm ơn tới chú Hùng đã giúp đỡ cho cô hơn một năm nay. Cô ba cảm ơn chú Hùng cũng giúp đỡ bà ba cũng cả năm nay. Gì đó nói không biết. Thì chúc mà cho chú Hùng được nhiều sức khỏe bình an. Ừ. Kêu bà đại diện mà cứ đợi đứng ra bà nói đi. Đi cô Năm đại diện cho đó. Để bà ngồi đó bà nhắc. Vậy thôi tôi đại diện thế cho cái cô ba này. Thì ồ cho má tôi đó thì được năm mấy rồi. Thì giờ tôi rất là cảm ơn nhiều. Với giờ tôi cũng chúc cho chú Hùng được nhiều sức khỏe bình an. Với chú làm ơn cho má cho tôi một cái chiếc xe mà chiếc xe người già đó mình đẩy đi đó. Xe lăn. Ừ, xe lăn đó. Có khi nực quá đó. Mà mình đẩy ra chiếc xe trước ngồi mới chơi. Vậy đó. Chiếc xe đó nhiều tiền không con? Không biết. Chứ con có nhiều tiền quá. Ờ. Có cái bà đó bà mua anh đâu anh 4 triệu hay 5 triệu tới lại hả? Nghe cái bà đó bà mua nha. Bà mua mà tùy theo mình, tụi mình xích ra xích vô không, mình mua chi được tốt nó vậy đi. Vậy cũng như đây nắng quá. Ủa nó nực á. Đây đẩy xích đó mà ngồi chứ. Gió pháp vậy đó. Thôi em cũng gửi lời thay mặt gia đình của bà ba, em cũng gửi lời cảm ơn tới anh Hùng đã giúp đỡ cho bà ba hơn một năm nay. Chúc cho gia đình em, chúc cho anh Hùng nhiều sức khỏe để có thể giúp cho những người khác nữa. Thôi bây giờ con đi về thăm bà ba một chút rồi con về, chiều nay con đi ra ngoài Lâm Đồng rồi. Hôm nay cũng tháng mấy vậy chứ, tháng mấy ngày rồi á. Đặt trước ghé bà ba đó. Ngày hôm mấy, nay cũng ngày mùng 2, mùng 3 vậy.